Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 6 giờ 50 phút chiều thứ năm. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Mình mới vừa hết ca làm, đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời tất cả các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cái bản đồ của nước Việt Nam, quê hương của mình, nó nằm ở trong cái vùng Đông Nam Á. Ở trong đó có Campuchia, Lào, Miến Điện, Việt Nam, Singapore, mấy cái nước kia thì giàu rồi. Bốn cái nước còn lại rất là nghèo. Thì bốn cái nước này thuộc lệ bên Tàu rất là nhiều, nhưng mà tại vì Cộng sản họ dễ che, Cộng sản Việt Nam họ dễ che đậy, các bạn biết không? Họ không có minh bạch, không có minh bạch. Những cái đường cao tốc mà đầu tư bên Việt Nam, những cái công trình đó, họ không có công bố cho người dân Việt Nam biết là vốn là của bên Tàu và nhà thầu cũng là của bên Tàu. Mà cái câu hỏi đặt ra tại sao Nhật Bản họ không cho Việt Nam dây vốn để mà làm cái con đường tàu điện cao tốc Bắc Nam, mà phải chạy lòng vòng, cuối cùng rồi cũng phải bắt xe qua cho thằng Tàu. Họ đánh Cộng sản Lăng Ba Đình, họ đánh chống, họ thổi kèn thôi. Chứ thật ra cái bánh đó, cái cục nhân, cục đường đó là thằng Tàu đó, là nó sẽ ăn trước, còn cục muối là để lại cho mấy cái thằng tư bản. Bây giờ Cộng sản Việt Nam nó là một cái quốc gia cộng sản. Cộng sản thì anh em của nó là phải ưu tiên. Các bạn biết không? Đó thì ở bên Việt Nam là một cái quốc gia cộng sản, không có nhiều công ăn việc làm. Phần đông đó là người Việt Nam của mình, đó là người ta đi lao động cho mấy cái xí nghiệp làm gia công. Mà đâu phải là ở trên toàn nước Việt Nam là các bạn muốn có công việc là các bạn xin được đâu. Nếu mà các bạn ở dưới U Minh Hạ, ở miệt Cà Mau mà các bạn muốn đi tới cái hãng á, là các bạn phải đi xuống Bình Dương, Đồng Nai, đi tới những cái khu công nghiệp. Còn ở Hà Nội là các bạn phải đi ra Lạng Sơn, ở biên giới với lại Tàu Cộng. Ở Việt Nam đâu phải là các bạn kiếm đồng tiền nó dễ đâu. Mà động cái là mấy cái thằng ngu kiều nó ngồi ở đó nó so đo, nó nói là nào là ở bên Mỹ chi phí đồ nặng đồ để tính ra tiền nhà mấy ngàn, tiền xe mấy ngàn, đồ bảo hiểm mấy ngàn, 300 triệu mấy người dân Mỹ. Cái lực bảo hiểm là nó áp dụng cho toàn người dân, chứ đâu phải là cái nhóm Việt kiều của mình không, mà mình đi về Việt Nam đó mình ngồi mà mình than phiền. Các bạn thấy không, ở Việt Nam động cái bắt đầu hả đi ra đường ở trong cộng đồng mình, cái người quen ơi, ở Việt Nam thoải mái lắm, không có cần phải đóng tiền nhà tiền cửa. Mẹ, ngày nào mình cũng đi vô coi mấy clip của mấy cái bạn YouTuber bên Việt Nam quay những cái đường hẻm, những cái nơi vùng sâu vùng xa ở dưới chín tỉnh miền Tây. Nhìn thời buổi bây giờ năm 2024 mà cái đời sống nó cũng như cái thời bao cấp mà mình đi, có nhiều cái sông người ta phải đi, cái sáng người ta phải dùng cái đò đi qua bên sông, không có cái cầu để đi chợ. Và những cái người bán ở trong chợ người ta cũng hả ngồi, người ta cũng bán như ngày nào, đâu có khác gì thập niên 80 đâu. Các bạn mấy ông còn mà đi mà nói mấy cái nhà tường khu Mỹ Hưng đồ, khu này khu kia của Vingroup, mấy cái đó đâu phải là của cộng sản nó bỏ tiền cho nó đầu tư đâu. Tiền đó là tiền của thằng Singapore nước ngoài nó đưa vô cho Vingroup, Vinhome, những cái khu mà resort đồ này nọ, toàn là tiền của Singapore, nước ngoài, Nam Hàn rồi nó vô bỏ tiền vô, nó đầu tư vô. Việt Nam mình dọn dẹn có mấy người chùm bất động sản bây giờ ngồi tù đó, bà Trương Mỹ Lan bây giờ tới cường đô la sắp đi tù rồi đó. Rồi cách nay mấy tháng xử thằng cha Mường Thanh, cái ông đó là mình biết ổng là người của cộng sản rồi, nó cho ông đó là chìm xuồng rồi,
đó, người nào mà tư nhân á, mà không có gốc gác mà mạnh với lại lại bà con mà của Tô Văn Lâm hay là anh em họ với lại ông Nguyễn Phú Trọng á, là nó đưa đi hết. Còn Mường Thanh là mình biết là nó có bà con gốc gác gì nông đức mạnh hay một cái gì đó chức vụ cao, những cái người mà nó thân cộng thân với cộng sản á, thì nó được ưu tiên. Các bạn biết không, còn những cái người mà các bạn đọc báo chí, người ta có lòng với đất nước. Ông bộ trưởng giao thông về ông Thăng á, ổng hạ trước khi mà nó đem ổng ra xử, nó bỏ tù, ổng hăm he mấy nhà thầu Trung Quốc á, xây đường chưa khánh thành nó bị nứt đường. Các bạn biết không, mấy cộng sản, nếu mà cộng sản á, mà nó nói á, là mấy cái người mà giống như mình, mấy cái người mà lên mà làm kênh mà nói về, nó nói xuyên tạc bịa đặt rồi đó. Nếu mà nói như vậy đó thì minh bạch ra cho người dân ở Việt Nam biết đi, minh bạch ra cho người dân Việt Nam biết đi. Phi trường Long Thành ai đầu tư? Phi trường Long Thành từ hồi nó khánh nó khởi công mà nó xây phi trường Long Thành tới bây giờ, báo chí ở trên thế giới là người ta đã thông tin đó là những cái nhà thầu là của Trung Quốc, ba cái nhà thầu Shanghai B trình của tụi Trung Quốc, nó bỏ tiền vô nó xây, mà giống như nó xây cho cái phi trường Angkor Wat ở bên Campuchia gần 2 tỷ Mỹ Kim. Các bạn biết không, dân ở Việt Nam bây giờ hả, người ta phải đi vay tiền trả tiền lãi rất là cao để mà người ta có cái đường, người ta đi xuất khẩu lao động qua bên Đài Loan, người ta đi vay nợ nần làm bằng mọi cách để người ta được đậu vô đi qua xuất nhập khẩu, đi qua bên làm Nam Hàn, qua bên Nhật Bản. Một số người không có diện đi, người ta phải hả, bảo hiểm tánh mạng đi lên hả xe thùng đông lạnh đi qua bên Anh Quốc, rồi có một số hả đi qua bên Nam Mỹ, leo biên giới qua 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 cái ngõ Mexico đi vô nước Mỹ, người Việt Nam của mình. Còn mấy cái thằng mà ngu kiều với mấy cái thằng mà khùng kiều quá, tối ngày nó lên nó tính toán, nó nói ở bên Mỹ là tiền nhà mỗi một tháng mình thuê là phải 2.000, tiền bảo hiểm xe là bao nhiêu bao nhiêu. Mấy cái thằng đó đó, những cái thằng đó đối với mình đó là những cái thằng dốt nát, nó không có biết cái gì hết. Tại sao những cái người mà người ta có trình độ, lúc nào người ta dùng cái câu đó là mức sống của những cái nước tư bản nó thấp hơn ở Việt Nam, là bởi vì á, người Mỹ á, người ta muốn ăn cái gì là người ăn tại gốc. Chẳng hạn như người ta ăn thịt bò đi, thịt bò nổi tiếng là của Mỹ, là nó sản xuất tại đây. Người ta muốn ăn cái trái cherry là dân Mỹ người ta trồng tại đây, chỉ cần mình mua cái vé mình đi vô cái vườn thôi, cái vườn cherry thôi, đó, mua bỏ ra 8-10 đô là mình ăn cho nó đã đầy bụng rồi mình đi ra. Còn ở Việt Nam á, muốn xài dầu gió xanh á, là cũng phải nhập vô. Muốn muốn uống sữa Ensure á, của Mỹ á, là cũng phải nhập vô. Thuốc Tylenol cảm cúm là của ai? Thuốc Advil chống đau nhức là của ai? Thuốc vaccine coronavirus là của ai? Mà toàn là hàng của Mỹ nó nhập về nó đánh thế không à. Mà ngồi đó làm cái giọng như là ta khôn lắm. Để tôi ngồi tôi tính toán cho ở bên Mỹ hả, tiền nhà tiền thuê. Mà ai cũng thuê nhà, ai cũng trả góp hết đó. Mà xã hội Mỹ đi ra đường ai cũng có cái xe ô tô chạy hết. Bây giờ nếu mà mình đi về Việt Nam, mình sống ở bên Việt Nam mình không có trả tiền nhà, nhưng mà hàng ngày mình trừ ra ở Sài Gòn á, thì còn chạy xe Grab được ở trung tâm Hà Nội. Nếu mà mình ở dưới miệt Cà Mau, khách đâu mà mình chạy mà mình có tiền mà uống nước đá, uống trà đá mỗi ngày. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Mình sống ba mươi mấy năm nay á, một cuộc đời sống hàng ngày của mình á, mình rất là hạnh phúc, mình rất là vui. Tại vì khi mà mình đói bụng lên á, là mình tấp vô cái quán Burger King là mình mua một cái bánh mình ăn mỗi ngày, rất là dễ đối với mọi người dân Mỹ. Ai cũng có điều kiện mua mua bánh Burger King uống, ai cũng có điều kiện vô, trừ ra những cái người Việt kiều mà người ta được đi qua bên Mỹ định cư diện bảo lãnh anh em, người ta đi qua bên đây người ta sống rồi thì người ta mới có điều kiện, người ta mới uống cà phê Starbucks, cà phê hiệu này thương hiệu kia. Còn ở Việt Nam muốn uống một ly Starbucks, cà phê ly Starbucks ở Việt Nam đâu phải là dễ.
đâu phải là dễ. Đương nhiên là mấy người Việt kiều, mấy cái người có tiền thì cái đó con ông cháu cha thì cái đó mình không nói. Mình nói là đại đa số người dân Việt Nam á. Còn ở bên Mỹ là xã hội rất là công bằng. Có ngày nào cũng vậy á, mình đói bụng mà mình muốn mua một cái bánh đơn kình, cái bánh cam, bánh còng, một cái đô nịch mình ăn. Một đô, hai đô nó quá dễ. Vô Burger King, McDonald's mua một cái phần khoai tây chiên, ai cũng có khả năng mua hết. Các bạn biết không, còn ở Việt Nam, các bạn biết tại sao mà mình nói tới nói lui mà mình cho rằng là mấy cái thằng đó là mấy cái thằng ngu kiều với mấy cái thằng khùng kiều, mà nó so sánh mà giống như nó tính toán, nó quên rằng ở Mỹ á, mặc dù là mình không phải là diện nghèo, mình không có được hưởng tiền ăn miễn phí, tiền food stamp hay là nhà an ninh xã hội, nhưng mà nếu mà những cái thằng mà ngu kiều với mấy cái thằng khùng kiều đó mà nó nằm trong cái trường hợp đó đó, cận nghèo ở bên Mỹ, được chính phủ người ta lo cho từng ly từng tí. Ở Sài Gòn, bây giờ nó về, nó ở Sài Gòn, nó ở Việt Nam, nó được có người ta lo, con cái của nó được đi ăn học, có xe buýt tới nhà đón, bệnh lên có bác sĩ chào đón nồng nhiệt không? Hay là phải sắp đêm phia, phải sắp hàng, chuẩn bị phong bì để mà cho con của mình nó có một cái lớp học ngon, có một cái chỗ để nó vô nó học. Mẹ cộng sản mà nó mà lo, thật sự nó lo cho dân như vậy, nó đâu có đài đỏ phụ huynh người ta mà thức trắng 24 tiếng đồng hồ, 3-4 giờ sáng thức mà đi ra tranh sắp hàng để mà ghi danh cho con của mình nó có chỗ nó vô nó học. Các bạn biết không, mẹ đi về Việt Nam, đi về Việt Nam ở trong xóm ai cũng nghèo quá đó. Sáng ra chợ coi người ta, mấy cái người mà mấy cái chị mà ngồi mà bán từng con cá lóc, từng con cá ở ngoài chợ, từng miếng thịt đó, để kiếm tiền về nuôi con đi ăn học. Mẹ con nó đi Việt kiều, nó về nó có tiền sẵn, nó xây cái nhà ở hàng xóm, nó ngồi ở để cái bàn mũ cái ghế bằng nhựa, ngồi sáng sớm quạt nước thuốc lên ngồi phì phà nhìn tới nhìn lui. Mấy cái kiểu đó là cái kiểu hèn hạ sách. Chừng nào mà cái thằng Việt kiều đó mà nó đi về Việt Nam á, nó bằng tay trắng nó đi về cái xóm đó, cái tỉnh, cái huyện nào ở Việt Nam, ở dưới miền Tây á, nó về bằng tay trắng mà nó lập nghiệp lên, mà nó làm ở bên Việt Nam, mà nó có dư tiền ra nó xây cái căn nhà đó đó, tự bàn tay của nó xây căn nhà ra, mà tự bàn tay của nó đó, nó làm ra tiền mà nó ngồi nó uống cà phê hút thuốc 3 số 5 á. Còn cái đằng này mẹ mấy chục năm mình vỗ neo bên Mỹ, mình đi qua bên tưởng gì, mình đi lợi dụng nước qua bên mấy cái nước tư bản, mình kiếm một mớ tiền, mình có một bọc tiền ở trong túi tiền đô ở trong túi mình đi về đó, mình sống như vậy đâu có công bằng đâu. Những cái điều mà mấy cái người mà người ta nói á, để tôi làm mấy chục năm, khi nào tôi về già tôi về hưu, cái đó ai cũng suy nghĩ qua hết á. Nhưng mà nếu mà các bạn mà sáng trí sáng dạ, các bạn có cái nhận thức cao đi về Việt Nam, má vợ của mình nè, bà đi về Việt Nam, bà ở trong bệnh viện á, y tế nó đâu có lại, nó chăm sóc, nó cho đồ ăn, nó đâu có này đâu, bà phải cho tiền nó, bà phải hối lộ nó, y tá đó, nó tới giờ cơm nó đâu có bưng tới giống như ở bên Mỹ đâu. Má vợ của mình á, bà về bà nằm bệnh viện ở Việt Nam bà kể. Còn ở bên Mỹ mà mình bệnh, mà bệnh già, mà mình ở trong viện dưỡng lão hay là mình bệnh già coi, đồ ăn ở trong bệnh viện hả, đồ ăn chất lượng một ngày 3 cử bưng đem tới miệng cho mình ăn. Người nào mà hộ nghèo á thì miễn phí, nó tính vô đó rồi nó gửi về chính phủ trả cho nó. Còn những cái người nào mà tự có tiền á thì người ta bỏ tiền ra người ta thanh toán. Ở Mỹ á, ai cũng mướn nhà, ai cũng mua nhà trả góp, ai cũng chạy xe trả góp. Nhưng mà cái quan trọng á là người ta làm cái đồng tiền ra dễ. Nếu mà người ta không có cái đồng tiền á thì làm sao mà người ta có tiền. Giống như mình ở đây 30 năm đi, nếu mà ở Mỹ mà đời sống khó khăn như vậy đó thì cuối tháng lấy tiền đâu ra mà mình có 2.000 đô, 1.000 đô để mà mình trả tiền thuê nhà. 30 mấy năm nay mình
cuối tháng là mình có tiền mình thuê nhà, thì ở Mỹ kiếm đồng tiền nó rất là dễ. Các bạn biết không? Làm việc ở bên Mỹ nó không có cực khổ. Làm việc ở bên Mỹ nó không có cực khổ. Bây giờ các bạn 50 tuổi các bạn đi xin việc á, ở trong cộng đồng mình á, Việt Kiều người ta cũng cho các bạn làm việc nữa, chứ đừng có nói người Mỹ. 60 tuổi các bạn cũng vẫn đi làm việc, cũng có người thuê bạn, tùy theo công việc. Đừng có nghe mấy cái người, tại vì nước Mỹ nó lớn, có những cái người mà người ta kể chuyện là người ta kể chuyện về cái kinh nghiệm của người ta ở một cái tiểu bang nào thôi, ở trong cộng đồng nè. Việt Kiều á làm tới hạ 60 mấy tuổi không thấy đường luôn, vô dỗ neo. Đứa con gái bảo lãnh bà già ra 70 tuổi đi vô làm móng tay. Mấy chục năm trước mình đi dỗ móng tay, mấy cái bác đến 65 tuổi đi vô làm móng tay tỉnh bơ luôn, đeo kiếng vô rồi làm được cái gì đó là làm, khách nào dễ nó làm được cái gì đó thì làm. Còn mà già mà 70 80 tuổi qua bên Mỹ, mình xin đi tới những cái nhà hàng hay ở nhà mình gói bánh tét bánh ú mình bán cho trong cộng đồng, trồng rau trồng cải mùa hè nè, thiếu gì công việc. Còn Việt Nam mình tới hạ 40 tuổi hạ là đi ra xin việc là đâu có ai dám mướn mình đâu. 40 tuổi ở Việt Nam là game over rồi. Những cái điều đó đó thì mấy cái thằng ngu kiều với mấy thằng khùng kiều đó, nó không nói. Mấy thằng dư luận viên tưởng gì đi qua bên Mỹ vậy, chứ bảo hiểm y tế sức khỏe không rồi 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 vậy. Vậy tao hỏi tụi mày vậy, chứ ở Việt Nam mày có cho người ta cái gì miễn phí không? Mày chỉ cho tao có cái trường học nào ở Việt Nam, có một cái trường học nào mà nó miễn phí cho học sinh ở trong một cái xóm đó, trong một cái xã đó, trong một cái tỉnh đó không? Mày cãi ba làng ai mà cãi lại, mày nó ngang không? Ở Việt Nam á, mấy cái người trong cộng đồng mình nó thường hay nói với mình á, ở Việt Nam á, đi sướng lắm, thoải mái lắm, không có trả tiền nhà tiền cửa. Mẹ không có trả tiền nhà tiền cửa gì chứ, mình quay qua mình hỏi gì chứ, tại sao em ruột của Du cuối năm Du phải gửi về cho nó 1.000 đô ăn Tết. Mẹ Du ở đây mà Du trả tiền nhà tiền cửa là thằng em của Du, đúng ra là nó ở Việt Nam nó giúp cho Du. Tại sao ở Việt Nam thoải mái mà Du phải gửi tiền về cho nó? Rồi một cái chị bạn đồng nghiệp của mình hồi xưa cũng vậy, làm trong móng tay, ở nhà chính phủ lo cho từ A tới Z đó đó. Chỉ đi làm móng tay làm bao nhiêu là gửi về cho thằng em ở bên Việt Nam, nó xây cái căn biệt thự 3 4 tầng ở bên Việt Nam, gửi tiền về Việt Nam cho đứa em nó xây biệt thự ở bên. Cuối cùng á, cái thằng em á ở bên Việt Nam á, nó đi qua bên Campuchia nó cầm cái nhà nó quýnh bài. Chị đó chị kể về biết được thằng em nó bay về đột xuất á. Bay về thì cái nhà bán cầm cho người ta, thằng em đi đánh đánh bài đó. Đó, ở Việt Nam á, ở ở nhà không không trả tiền nhà, không ở không trả góp, mà tại sao mà ở Việt Nam mà xè tay mà xin tiền Việt Kiều một một năm 20 30 tỷ Mỹ Kim. Nó cần cái điện thoại iPhone thì cũng gọi qua anh Tám ơi, nghe nói iPhone đời mới 16 Pro Max mới ra nè, Tết về hả, có khả năng à. Rồi có nhiều người các bạn, người ta kỹ thuật á, xin mình á thì mẹ xin đại đi chơi chính dùng chính trị nữa. Chị Bãi hả, chị Bãi tháng tới chị Bãi đi về hả, có giúp em được không, em nhờ chị mua cho em một cái iPhone 16 Pro Max. Người ta mua, chuyện này có thiệt luôn, bà xã bà kể cho mình nghe. Không phải là điện thoại 16 mình nói cho vui vậy thôi, điện thoại 15, 14 gì đó, 13 gì đó. Chị Sáu nó mua đi về Việt Nam. Mua hạ nó lấy điện thoại nó đi giật le rồi nó không có trả tiền luôn. Bà phải nẹo nẹo theo bà đòi mà không biết, rồi mình không có hỏi bà xã của mình rồi. Cuối cùng rồi cái chị Việt Kiều đó chỉ có đòi được không? Giả bộ nó nhờ người thân nó mua giùm. Bà xã của mình đó, bà đi làm móng tay chung với mấy người bạn đó, kể cho bà nghe. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Mình nói thiệt á, bây giờ nếu mà mình ở Việt Nam hiện tại ngay bây giờ mình cũng tìm đường, mình cũng tìm đường mình rời. Không có cái thằng dạy, không có cái thằng khu
không có thằng ngu cái thằng đằng nào mà sống ở dưới cái chế độ cộng sản đó. Mấy ở đó không có trả tiền nhà tiền cửa đồ này nọ thoải mái đồ, có dư thời gian đi ra quán ngồi uống cà phê. Mẹ còn cái đám Việt Kiều tưởng gì, đi về Việt Nam mẹ tối ngày uống hạ rượu uống bia nặng, bắt đầu uống rượu xỉn lên bắt đầu đè đánh lộn với nhau. Tưởng gì đâu phải mình đi về Việt Nam mình làm từ thiện hay mình thật sự mình tâm quê hương. Phải không? Chuyện ăn chơi mà ở đời mà cái chuyện mà ăn chơi mà có cái gì hay ho mà phải khoe. Ok, cha mẹ anh em của mình ở Việt Nam mình đi về mình thăm họ, cái đó là mình hoan nghênh, mình rất là nể phục họ. À, mình nhớ cha mẹ mình về mình thăm cha mẹ, thăm em út của mình, dắt tụi nó đi ra nhà hàng rồi mình làm một cái chuyến du lịch anh em đoàn tụ. Các bạn biết không? Mẹ còn mà nhiều thằng Việt Kiều ngu chứ mẹ, các bạn biết tại sao mình gọi nó ngu không? Các bạn biết cái quy luật á, mình dạy con của mình cũng vậy. Mình đi tới nhà người ta mình làm khách đó là mình đừng có làm khách ở lâu. Ai mà tới thằng con trai lớn của mình mà nó tới nhà của mình đi, nó ăn dầm ở về lâu quá mình cũng không có chấp nhận nữa. Mình cũng cần nhận nữa. Tại vì nó tới nhà của mình nó ở lâu quá đó. Ở một vài ngày thì mình gán mình nén được các bạn biết không? Rồi nó đi rồi để cho mình trở lại cái cuộc sống của mình. Còn á, mà nó ở đó đó thì mình ăn cái gì, nấu cái gì, mời nó làm sao, mình đi sớm, mình dậy sớm, mình đi làm, mở đèn, mình tắm rửa, tiếng ồn ào hay cái này cái nọ. Rồi con cháu nội rồi nó còn nhỏ rồi nó khóc, mình lớn tuổi mình khó chịu đồ này nọ. Về thăm cha mẹ làm khách được, thì mình nói mấy thằng Việt Kiều cũng vậy nữa. Đi về Việt Nam á, mình đi về mình thăm á. Còn cái này á hả, các bạn biết làm sao không? Nó đi về bệnh nó ăn nằm ở giờ, nó ăn nằm ở về nó trốn lạnh. Một mình hứa chắc với các bạn luôn, không có cha mẹ anh em nào mà người ta chấp nhận mà mình đi về đó mà mình làm phiền người ta hết. Phải không? Hồi nào tới giờ mình ở bên Mỹ mình không có ở trong gia đình cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình có một cái đời sống ở bên đó hàng ngày người ta bình thường. Người ta nói chuyện với nhau, người ta không có cần phải sợ mình nghe cái này cái kia cái nọ. Người ta muốn làm cái gì người ta cũng không có coi trước coi sau, sợ con cái nó. Nó nghĩ làm sao, nó đánh giá làm sao. Người ta không có muốn mình ở lâu. Mình có người quen nè. Cái ông bạn ở trong xóm của mình nè, ông kể nè. Ông anh ông ở Việt Nam á nói gì chứ mày ở đây lâu quá rồi. Bây giờ mày chở đi về Mỹ đi, mày ở đây lâu quá rồi. Ông nói ông anh ở Việt Nam ông nói thẳng luôn á, ông em ruột á. Mày ở nhà tao lâu quá rồi, mày đi về Mỹ đi. Ông đuổi luôn á. Mấy thằng Việt Kiều mẹ nó tưởng đâu ngon, nó đi về bển mẹ ngồi trong gia đình của nó để cái bàn nhựa ra, mẹ lấy cái thuốc 3 số 5 đồ bạc lên hút đồ uống cà phê buổi sáng rồi nhìn bà con chạy xe máy hai bánh tiên tiên ngù ù đồ chạy xe V, xe SH đồ tưởng đâu vui vẻ. Có nhiều đó là lý do tại sao mà nhiều người gia đình đó các bạn biết không, người ta đi về Việt Nam mà là người ta ở trong khách sạn. Bà xã của mình với mấy đứa em vợ của mình đi về Việt Nam cũng vậy. Mấy ông cậu ruột đồ ở bên Việt Nam, bà con em ruột của mình á, nhà của em ruột của mình á, nó có dư phòng, có máy lạnh đàng hoàng hết á. Bà già bà xã của mình ghé thăm nó mời bà xã của mình ngủ ở lại. Nhưng mà bà xã của mình cũng không muốn nữa. Không có làm phiền người ta. Nhưng mà nếu mà mình làm khách đó, mình đừng có làm khách lâu, đó là cái quy luật. Luật lệ. Các bạn biết không? Mình dạy con mình cũng vậy nữa. Mình nói á, mình nói hả, đi tới nhà người ta mời mình ăn cũng vậy đó. Mình đừng có tỏ vẻ ra mình ăn quá nhiều. Ăn một vài miếng mình làm, có ăn cho người ta vui thôi. Còn người ta mời mình uống rượu á, mình cũng đừng có uống quá chén. Mình cũng gọi remind á, nhắc nhở hai đứa con của mình. Các bạn không? Mẹ nó nói ở bên Mỹ để nó ngồi nó tính cho ở bên Mỹ tiền nhà mỗi một tháng. À, thằng Việt Kiều á, tiền nhà thuê một tháng 2,000, tiền xe bảo hiểm 200, tiền thuế đất, tiền bảo hiểm nhà mà 300 mấy triệu dân người Mỹ. Người ta cũng đều giống như nhau hết á. Ai làm chủ nhà cũng giống như nhau. Bây giờ mình nói như vậy cho các bạn hiểu. Bây giờ thí dụ như đây là cái xe này là cái xe đời 2020.
hiệu kia của Nam Hàn. Mình là người Mỹ gốc Việt, mà cái thằng da trắng ở trong xóm mình nó cũng cùng sở hữu một cái xe giống vậy. Thằng da trắng nó có trả tiền rẻ hơn mình không? Nó mua bảo hiểm xe. Thằng da trắng nó đi đổ xăng nó có được bớt không? Toàn dân Mỹ ai cũng giống như nhau đó. Ai cũng trả tiền nhà tiền cửa mà ai cũng gánh nợ gánh nặng đó. Nhưng mà các bạn thấy mà quay lên xã hội Mỹ không? Nhà cửa không? Ai cũng giàu, ai cũng xe ô tô đó. Còn ở Việt Nam mà phe cho giữ thành tích đồ dữ lắm. Kinh tế Việt Nam một năm tăng trưởng 3 tỷ. Xin lỗi 3%. Mà hỏi lại không có tiền để làm cái tuyến đường tàu sắt Bắc Nam. Phải đi qua năn nỉ xin thằng Nhật nó viện trợ nó cho dây. Mà không hiểu vì sao Nhật nó từ chối, bây giờ chạy qua hàng tàu. Ủa? Kinh tế Việt Nam của mình là con rồng Á Châu. Kinh tế Việt Nam của mình ngon như vậy, tại sao mình không có tiền mình đầu tư? Kể cả bây giờ xây cái phi trường Long Thành cũng vậy nữa. Tiền là tiền của cái bọn Trung Quốc, nó cho vô, nó dây cộng sản, nó đâu có minh bạch đâu mà nó liệt kê ra là ai đầu tư hay không đầu tư. Nó khôn lắm, nó điếm lắm, nó chỉ có dùng là người nước ngoài. Người ở nước ngoài là ngoài cõi Việt Nam. Ngoài cõi Việt Nam là người gì? Người Nam Hàn, người Đài Loan, người Thái, người Singapore, người Đài Loan, người Nhật Bản, người nào? Mẹ, mỗi một lần mà nó nói chữ Tàu mà nó còn không dám nói nữa, nó làm cái gì? Nó hèn yếu, khôn nhà dạy chợ, đối ngoại thì tụi Tàu hả, tối ngày nó đè đầu cởi cổ, nó ăn hiếp, tới cái tiếng Tàu, tiếng trái na mà không dám dùng. Các bạn biết đó, ở bên Việt Nam á, nếu mà mình có nhà lầu giống như Đàm Vĩnh Hưng hay là những cái người mà có của cải, mình cũng trả nó. Các bạn biết tâm lý, các bạn biết tại sao không? Có một số người nổi tiếng ở bên Việt Nam á, người ta ở Việt Nam thì người ta có cái địa vị, có nổi tiếng. Nếu mà người ta đi qua bên Mỹ á, thì người ta bị chìm. Đó, nhưng mà người ta không có biết chọn cái con đường nào để binh. Thì các bạn để ý đi, có một số người nổi tiếng ở Việt Nam, người ta rất là khôn ngoan, thông minh, quyết đoán. Đó là các bạn thấy trước đây là ca sĩ Văn Văn Long. Các bạn thấy ca sĩ Văn Văn Long không? Làm video khoe nào là có giường, có đất đồ đầy, cò cây, cò bay thẳng cánh. Quá chừng đất, quá chừng ruộng luôn. Mà không ở Việt Nam. Quay ở trong cái giường là một cái nhà riêng để nhậu. Đất đai quá chừng luôn. Gia đình cũng, cha mẹ cũng ở nhà cũng thoải mái. Mà tại sao ca sĩ Văn Văn Long không ở Việt Nam mà người ta chọn đi qua bên Mỹ? Mà những cái người ca sĩ này trước khi người ta đi qua Mỹ là người ta đã từng đi biểu diễn nhiều lần rồi, người ta biết tới nước Mỹ rồi. Đó, các bạn thấy anh cha nội Đàm Vĩnh Hưng không? Đàm Vĩnh Hưng thì nói chung là bằng tuổi với mình. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Đàm Vĩnh Hưng đâu có ngờ. Tưởng đâu là hồi nào tới giờ là mình tiên truyền mình ca bản như có Bắc Hồ đồ, mình đi qua bên Mỹ đồ, mình lập kênh đồ, mình chê bai đây nọ đồ. Kể cả những cái thằng YouTuber ở bên Việt Nam cũng vậy đó. Ngồi ở đó mà gán nói mấy chửi mấy thằng phản động binh cộng sản đi. Mình hứa chắc với các bạn luôn, mẹ một ngày mấy cái thằng đó nó sống ở dưới cái chế độ cộng sản nói chịch một vài câu là nó đem ra nó làm thịt hết, nó dẹp kênh hết. Mình đã nói rồi, cộng sản nó nói con chó, nó nói con mèo là mình phải nói con mèo. Con chó nó nói con mèo tức là sao? Ví dụ như bây giờ đi, cái lịch sử ở Việt Nam, một cái lịch sử gì đó, thì anh không thể nào, cái lịch sử không có ai mà chứng nhận đó là một cái 100%. Có thể người ta kể, nhưng mà người ta có thể người ta phân ra lờ lợ một cái gì đó. Còn cộng sản không có. Ông Hồ Chí Minh làm sao là phải nói rõ như vậy, chứ không có nói chệch được bây giờ mày là dư luận viên ưu tú đi chăng nữa, nó cũng tới nó cũng dẹp cái kênh của mày. Cộng sản đó vậy, tối ngày nó dùng cái từ là xuyên tạc đồ, bịa đặt đồ, phản động đồ, rồi mấy cái người dân nhẹ dạ đó bị nó nhồi sọ, nó lập ra những cái chùa Ba Vàng, những cái chùa quốc danh, nó tẩy não người ta. Tội cộng sản ở Lăng Ba Đình nó đang làm tay sai cho Trung Quốc. Mà người dân người ta đâu có nhận ra.
À, người ta nhìn tụi nó là làm việc ở trên quê hương của mình rồi nó nói như sao giờ mình nghe như vậy thôi. Nếu mà nói như vậy á, tại sao mà dân ở Venezuela người ta bầu cử, người ta đi xuống đường, người ta đập những cái tượng Hồ Chí Minh, tượng mà các ông lãnh đạo cộng sản ở bên Venezuela, mà cái tượng nó y như tượng Hồ Chí Minh và không khác tượng Hồ Chí Minh. Các bạn ở Việt Nam mà các bạn đi đây đi đó, những cái khung công viên mà các bạn thấy cái ông hình Hồ Chí Minh mà ông đứng cái tay ông chào chào như nè, mặc cái áo của Mao Trạch Đông đó, thì cái ông mà lãnh đạo cái những cái tượng mà ở bên Venezuela cũng người dân người ta tới hả, người ta đập phá hả mấy cái tượng đó, độc tài, mấy cái tượng độc tài, phải không? Bây giờ người ở trong gia đình anh em ruột nè, mình bất đồng với nhau, mình cãi cọ với nhau, có thậm chí là anh em ruột mình đánh nhau nữa, thì người dân người ta không thích tượng Hồ Chí Minh, người ta có quyền. Mà các bạn thấy không, nó người người trong đầu người dân người ta ghét nhưng mà người ta đâu dám nói đâu. À, nói ra một cái mày dám xúc phạm tới tới Hồ Chí Minh nè, cái tượng Hồ Chí Minh mà mày dám tới mày đứng mày đái Hàn Quốc, tượng Hồ Chí Minh mà mày mày đi mà mày không lịch sự, mày 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 xả gác hả, nó phạt mình. Một cái quốc gia gì mà nó cộng sản á, Lăng Ba Đình nó nhỏ nhen, con của người ta lên Facebook người ta phát biểu tự do ngôn luận, người ta nói cái những cái điều suy nghĩ của người ta mà nó cũng lo người ta, nó phạt 7-8 triệu Việt Nam đồng, quá nhỏ nhen luôn. Ở bên Mỹ các bạn thấy không, có người dân Mỹ nào mà 300 mấy triệu người dân Mỹ nào mà các bạn thấy mà có ai mà chửi cựu tổng thống Donald Trump hay là chửi Biden mà bị phạt không? Ở bên Mỹ nè, người ta cầm cờ á, người ta chửi á hả, đờ mờ Biden, viết cái chữ đờ mờ lên cái cờ. Đứa con trai của mình là lâu lâu nè, nó đi trên đường nó thấy nè. Người dân Mỹ người ta, anh có cái quyền, mặc dù người ta thích ông Biden, người ta bầu cho ông Biden, nhưng mà trong đầu người ta nói anh có quyền. Anh có quyền trong một cái xã hội, anh có quyền, anh muốn chửi ổng là anh tự do, anh viết đi. Chứ không ai mà người ta tới mà người ta kiếm chuyện mình đó. Còn thằng cộng sản không có. Để đi ngang cái tượng Hồ Chí Minh mà đi không đàng hoàng á, nó chụp hình được, mà lỡ mình vô tình á mình đạp lên cái gì kia, hay là mình mắc đái khẩn cấp rồi băng đêm băng hôm á mình đứng mình đái, mình đâu có cố ý đâu, đái khẩn cấp. Nó tưởng đâu là nó vu khống, nó tưởng đâu là mình đái vô cái tượng Hồ Chí Minh. Các bạn biết không? Bây giờ mà ở Việt Nam đi, mẹ bão bùng mà nó giông to gió lớn mà nó làm sập cái tượng Hồ Chí Minh, nó cũng nói là cái bọn phản động á, nó cày mìn vô cho nổ luôn. Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam mình là mình vào á hả, YouTube mình coi ở bên cảnh ở bên Việt Nam mỗi ngày luôn nè, dùng ngõ hẻm nào mình cũng coi qua hết. Ở trừ ra mấy cái thằng mà tuyên truyền tới những cái khu mà đô thị mà của nhà đầu tư nước ngoài nó quay như là ở Phan Thiết resort đâu này nọ. Còn mà đại đa số người dân Việt Nam vẫn như thời thập niên 80. Có những cái sông người ta không có cái cầu đi qua, phải hạ dùng cái đò đi qua bên sông, đi sáng sớm mà đi qua bên sông để mua chợ, mua thịt mua cá mua đồ về làm ăn. Các bạn biết không, mình nhìn mấy cái người mà buôn bán ở ngoài chợ, ngồi bán từng căn cá từng bó rau, thật sự luôn á, mình ước về nước Việt Nam của mình đó hả, nó thay đổi. Mẹ mấy thằng Việt Kiều nó đâu có, nó có cái cảm giác cho những người đó đâu, mà tưởng cái gì, nó ngồi nó tính cho đã đời, nó nói ở bên Mỹ trả góp này nọ. À, nếu mà ở Việt Nam ngon vậy đi về Việt Nam ở bên đó đi, không ở cũng ngồi bên Mỹ giống như mấy thằng mà Việt Cộng nằm vùng ở bên Cali. Tối ngày đi vòng vòng Busan nói xấu người này người kia lên lập kênh đồ. Vậy mà đi kiếm ăn mở kinh doanh thương mại và chờ Việt Kiều tới tới mua sắm rồi ăn uống đồ này nọ. Thậm chí chủ nhà hoàng cũng vậy đó. Mày chờ cho người Việt Kiều đi bắn muối tới nhà hoàng của nó mà nó lên kênh tối ngày là nó nói về tốt cho cộng sản Việt Nam không à. À, nếu mà tốt như vậy mà dọn cái nhà hoàng mà đi về Việt Nam đi, thiêu mấy thằng cộng sản đi, lôi xác Hồ Chí Minh lên thiêu đi, mày nói cho đã mà không dám đi 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 về Việt Nam. Đi nhưng mà đi qua đi về về thôi, kiếm cách tôi lợi dụng thôi. Cái xã hội này các bạn biết không, người ta
chẳng qua đó người ta muốn làm một cái điều gì đó là người ta muốn làm cho cái lợi cá nhân của người ta thôi, chứ người ta không có nghĩ cho cái chuyện tập thể. Nó không, mấy cái thằng Việt kiều đó, nó không có nghĩ là bây giờ nó trở thành triệu phú. Phải không? Người Mỹ đó, các bạn, văn hóa của Mỹ đó, người ta làm giàu lên đó là người ta dùng cái tiền sau này đó, người ta dùng cái tiền người ta thưởng lại cho công nhân của người ta, những cái người giúp người ta làm giàu, hay là người ta dùng cái tiền người ta gửi vô trường đại học đó, những cái bà mà sắp cuối đời mà về hưu mà sắp chết đó. Trước đây có một chồng, vợ chồng ở Canada mấy chục năm trước là trúng cái tờ vé số độc đắc các bạn, cho hết vô cái quỹ từ thiện luôn ở bên Canada luôn, cho hết 100% luôn. Cái người ta phỏng vấn người ta nói gì chứ, tại sao hai vợ chồng trúng số như vậy mà đem tiền đi cho hết. Ông chồng ông nói ông 78 rồi, nhưng mà bây giờ lâu quá rồi, lúc trước là ông 78 rồi. Ông nói ông sống đâu còn bao nhiêu nữa đâu, ông ôm tiền đó cũng đâu có làm được cái gì, đâu có giúp được cái gì đâu. Thà là lúc ông còn sống mà ông nhìn được cái đồng tiền của ông làm cho từ thiện, các bạn biết không. Mà nó, mấy thằng Việt kiều nằm vùng ở bên California sống bao nhiêu năm nay bây giờ nó trở thành triệu phú là do người Việt kiều mình nương tựa, mình thương yêu nhau, mình giống như mình là khách hàng hàng ngày đi, mình tới nhà hàng của Phở Lê, Phở Hòa đồ, mình ăn uống mình ủng hộ đồ, mỗi buổi chiều mình mua những cái phần ăn đó, đi tới nhà hàng Như Lan, Kinh Đô đồ, sống nhờ cộng đồng. Bây giờ hả, giàu lên rồi cái bắt đầu hả trở mặt nó chạy về, nó tốt cho cộng sản Việt Nam. Mấy cái thằng Việt kiều nằm dùng ở bên California đồng ý á, là mấy cái thằng Việt kiều á, là nó nói đúng là ở bên Mỹ á, người ta tốn tiền thuê nhà, tốn tiền trả góp, nhưng mà các bạn phải hiểu những cái tiền đó là từ ở trong cái công việc. Lúc nào mà mình cần xe, mình đi vô hãng xe ở bên Mỹ á, người ta không có nhìn cái túi tiền của mình, mà người ta nhìn vô cái công việc của mình. Ai mà người ta làm mà bán mà làm cò mà bán xe trong đại lý bên Mỹ là người ta đồng ý với mình. Còn ở bên California thập niên 90, mấy cái người mà Việt kiều mà làm chủ bán xe ở trong dealer cũ, bán xe cũ ở trong đại lý á, họ biết người Việt Nam của mình nó ăn tiền chính phủ á, các bạn, dư ở nhà chính phủ. Mạnh lắm, tới một cái hỏi nhỏ hả, có ăn tiền không? Có một cái là nó bán xe trả góp gụp liệp liền cho mấy cái người mà ăn ở không rồi được chính phủ nuôi đó. Mấy những cái người đó là người ta có dư tiền chính phủ cho. Nó bán xe trả góp ở Việt kiều bên California, nó bán một cái gụp liền. Ở bên Mỹ á, người ta bán xe trả góp cho mình á, cái điều trước kia người ta nhìn á là nhìn cái công việc của mình. Chứ người ta không có màng mình phải có bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng. Phải không? Rồi mấy cái thằng Việt kiều đó nó nói như vậy, đời sống ở Việt Nam ngon vậy. Rồi bây giờ nó đi ở Việt Nam, nó làm cái kênh đấy, nó nói ê, thằng kênh ba xạo mày nói ở bên Việt Nam không có gì, tao đi tới cái đại lý tao quay cho mày coi nè, tao tới mua xe trả góp nè, đi tới quay đi. Vô đại lý coi, ngồi xuống nói bây giờ tôi không có tiền nè, bán chịu cho tôi chiếc xe không? Nó bán không? Ở toàn nước Việt Nam nó bán không? Bán cho mày chịu không? Bán, nhưng mà mày phải đưa cho nó cầm dao cầm cái cán, có đất giấy tờ đất ra đây, phải giao kèo, thế chấp mới gọi là thế chấp. Mày không trả nợ hả, mua xe trả góp mày không trả nợ là tao lấy đất của mày, tao trừ qua, hay là tao lấy nhà của mày. Nhớ mà ông Nguyễn Chánh Tính không, trước đây mà ổng lấy căn nhà ổng cầm, ổng làm một cái bộ phim Dòng Máu Anh Hùng với lại hai người cháu của ổng đó, Johnny Minh Chí đó, tới mà phim làm điện ảnh thua lỗ đó. Đó, nó báo chí nó đăng đó, nó tống cổ ổng ra khỏi nhà, bạn bè phải giúp xúm lại giúp đỡ cho ổng. Các bạn biết á, những cái người mà khôn mà các bạn thấy nè, nhiều ca sĩ mình nhớ tên lắm nhưng mà mình không muốn kể ra, nhưng mà mình nói một vài người, chẳng hạn như là các bạn thấy siêu mẫu Đức Tiến không? Ở Việt Nam người ta cũng sống được vậy, tại sao người ta phải chạy đi qua bên Mỹ? Không phải là những cái người này mà người ta chạy qua bên Mỹ á là người ta muốn làm giàu hay cái gì? Tại vì người ta không có sống ở dưới một cái chế độ làm nghệ thuật mà cái gì nó cũng cấm, cái gì cũng xin phép nó hết. Ok, bây giờ không xin phép không đấy, ra đường mẹ đói bụng lên ăn cái đồ ăn thực phẩm ở Việt Nam nó có bảo đảm không? Rồi cái không khí của mình mỗi ngày mình ngửi nè. Đừng có nghĩ là mấy cái thằng tiến sĩ học nhiều đại học là khôn đâu các bạn. Mỗi con người của mình là có một cái lãnh vực.
họ chuyên môn về cái đó là họ chỉ có khôn về cái đó thôi. Đó là lý do tại sao mà họ bỏ nước Mỹ họ đi về Việt Nam. Họ có bằng cấp tiến sĩ mà họ đi về Việt Nam là tại vì họ chỉ có khôn ở trong cái môn, cái chuyên môn là làm về cái bằng cấp, cái những cái gì mà họ học thôi. Còn những cái khác mà giống như về Việt Nam, cái môi trường nước không sạch. Nước không sạch. Không khí nó ô nhiễm. Ở ngoài đường á, mình coi YouTube ở bên Việt Nam mỗi ngày mỗi đêm luôn. Mà đi tới đâu là gác tới đó. Xe máy hai bánh là nó chạy hỗn loạn luôn. Mà văn hóa Việt Nam nó cũng không có nhường nữa. Mình muốn đi ra ngã tư ngã ba, mà mình muốn đi ra lộ cái lộ lớn đó, là mình phải chờ cho xe nó qua trống hết mình qua, chứ không có thằng nào mà dừng lại nó nhường mày. Còn ở Mỹ mình lái 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 chuẩn bị quẹo một cái mấy người Mỹ tới phát tay nhường mình liền. Không phải ai cũng nhường, nhưng mà cũng có người tốt, người nhường người không. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp người ta không có nhường đâu, phải tại vì cũng có cái lý do người ta không có nhường, bận công chuyện quá, trễ giờ làm quá, mắc tiểu quá, phải cần đi gấp, trễ hẹn, người ta không có thời gian, người ta nhường mình. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Đó, mấy thằng ngu kiều với mấy thằng khùng kiều tối ngày tính toán. Để tôi tính cho nghe nè, ở Mỹ nhà hả thuê 2.000 đồng, trả góp 3.000 đồng, bảo hiểm nhà 2.000 đồng, xe trả góp 3.000 đồng. Anh nói ví dụ vậy đó. Vậy mà người dân Mỹ á, người ta ai cũng xài iPhone á, năm á, người Mỹ gốc Việt ai cũng có tiền tỷ dễ về cho dân Việt Nam ăn Tết. Còn ở Việt Nam không có trả tiền nhà, sống thoải mái lắm. Mà đi ra đường hả, đâu phải ai cũng xài điện thoại Oppo đâu. Ai xin lỗi, ai cũng xài điện thoại iPhone đâu. Phải không? Người có người không. Còn ở bên Mỹ hả, trả góp trả gì đó, mà đi ra đường người Mỹ nào cũng mặc áo hiệu. Xài búp hiệu, dây nịt hiệu, iPhone bóng loáng, đời 15 Pro Max, nhà biệt thự chung cư đồ, xe ô tô hiệu Tesla đồ, BMW mẹt đồ không à, đầy đường hết. Còn ở Việt Nam thoải mái lắm, dư thời gian lắm. Cái lâu lâu cái hết tiền cái gọi qua: anh Chính ơi, dạo này em kẹt tiền quá, kẹt tiền cá độ. Tới cái mùa Euro á, mùa đá banh Euro với mùa mai mốt tới cái mùa World Cup nữa nè. Nó tới 2 năm nữa tới World Cup, đá banh World Cup ở bên Mỹ với bên Canada. Rồi các bạn coi, mà dân giàu bên Việt Nam mà nó ùng ùng mà nó đặt vé qua bên đây nó mua, nó qua bên đây nó xem World Cup. Các bạn biết không? Ở Việt Nam không trả tiền nhà mà hạ đường cơ sở hạ từng bụi bặm, nhà toàn là nhà lá với nhà tôn không à, đi qua sông mà không có cái cầu đi qua nữa, mà tối ngày mà cộng sản nó que phe thành tích không à. Đó thì chiều thứ sáu ngồi uống trà đá nghỉ giải lao, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ mình phải trở lại công việc. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn, cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe. Hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau.